chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 28 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2024. Phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành đặc cách nhiều giống cây trồng thế mạnh của Hưng Yên. Cảnh báo kẻ xấu 3 lần đột nhập nhà dân đốt tài sản tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử vụ án đưa nhận hối lộ trong đăng ký đất đai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, mùng 2 tháng 4 năm 1904, mùng 2 tháng 4 năm 2024, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2 tháng 4 năm 1904 trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đồng chí là đảng viên lớp đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, được Đảng tin tưởng, giao nắm giữ nhiều trọng trách như trưởng ban kinh tế tài chính Trung ương, tổng giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Liên Xô trước đây, trưởng ban kiểm tra Trung ương, tổng thanh tra ban thanh tra Trung ương của Chính phủ, phó chủ tịch nước. 75 tuổi đời, với hơn nửa thế kỷ phấn đấu cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo cộng sản đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Với những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng và nhiều huân chương, huy chương cao quý. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng là dịp để khắc ghi những bài học cách mạng vô giá cho công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước hiện nay. Học tập noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đó là sự kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng của lãnh đạo nguyện ái quốc Hồ Chí Minh. Học tập về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh, trong nguy hiểm không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, trước cái chết không run sợ, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên, người lãnh đạo của Đảng. Chiều qua tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp nhân rộng mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp giai đoạn 2024-2026 và giao ban quý 1 năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến nay đã có 9 trên 10 huyện tổ chức xây dựng mô hình, nâng tổng số mô hình trên toàn tỉnh lên 31 mô hình. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp đã cơ bản thực hiện tốt việc đảm bảo công khai, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử. Tại 31 xã phường, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của công dân được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Thực hiện thông báo số 1477 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp giai đoạn 2024-2026. Theo đó, phối hợp hướng dẫn triển khai việc nhân rộng mô hình, ban hành tiêu chí chấm điểm bộ phận một cửa ở cấp huyện, cấp xã nhằm thống nhất cách thức triển khai theo quy định, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện mô hình, tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình theo quý, 6 tháng, 1 năm, tuyên truyền biểu dương khen thưởng các mô hình thực hiện tốt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc nhân rộng mô hình nhằm thay đổi phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho cán bộ chuyên môn, bố trí nhân sự hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Kết luận hội nghị, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương đánh giá cao những kết quả mà các huyện thành phố đạt được năm 2023 trong việc xây dựng mô hình, nhất là hai huyện Yên Mỹ và Văn Lâm. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các huyện thành phố phấn đấu nhân rộng mô hình ra 100% đối với những xã không thuộc diện sáp nhập, bố trí các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác chuyên môn, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp về thực hiện mô hình. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13 thảo luận đánh giá cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến chọn huyện Văn Lâm là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2024. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Đối với Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2024 với số lượng dự kiến là 270 đại biểu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cấp ủy, cùng cấp để tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, triển khai các công trình phần việc chào mừng Đại hội các cấp, để Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh diễn ra thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Với phương châm lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu, huyện Kim Động đã có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dòng chữ hành chính phục vụ này là phương châm làm việc của các công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã Ngọc Thanh. Thời điểm này, các công dân đến làm thủ tục hành chính đều được hướng dẫn các thao tác thực hiện dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến để lần sau có thể tự làm ở nhà. Hiện nay, xã Ngọc Thanh đã có hơn 4.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là điều kiện để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn phần. Từ đầu năm 2024 đến nay đã tiếp nhận và xử lý hơn 200 hồ sơ trực tuyến và đều giải quyết trong ngày. Tôi đang cần làm cái giấy chứng thực căn cước công dân để xin việc làm, cũng được cô chú và các anh chị ở đây là hướng dẫn rất là tận tình. Nên là mọi thứ rất nhanh và tôi rất là hài lòng. Tiếp đón niềm nở nhiệt tình, công việc là giải quyết nhanh chóng. Lúc nào tôi cũng thấy có lãnh đạo ở đấy là ký duyệt rất nhanh. Tôi rất hài lòng. Ủy ban xã sẽ thường xuyên coi như thế là họp vào đầu tuần và đánh giá trong một tuần làm việc của cán bộ công chức, và chúng tôi cũng thường xuyên coi như là chỉ đạo cán bộ công chức là phải liên tục cập nhật các thông tin mới nhất để coi như là để phục vụ nhân dân một cách thuận tiện nhất. Tại xã Phạm Ngũ Lão, sau gần một tháng thực hiện thí điểm mô hình dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, cảm nhận của mỗi công dân khi đến đây là thái độ hòa nhã, niềm nở và tinh thần làm việc vui vẻ. Mỗi cán bộ công chức đều có ý thức tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo cho công dân để các thủ tục được thực hiện nhanh chóng nhất. Anh Nguyễn Trung Thành ở thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng đến bộ phận một cửa xã Phạm Ngũ Lão mong muốn được xác minh nguồn gốc thửa đất để làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rất hài lòng với sự hỗ trợ nhiệt tình của công chức ở đây. Tôi rất là hài lòng với cái thái độ làm việc của đồng chí địa chính cũng như là các đồng chí mà làm việc ở tại ủy ban nhân xã. Hướng dẫn được người dân và người dân hài lòng thì chúng tôi, tự bản thân chúng tôi cũng nghĩ là chúng tôi rất phấn khởi trong cái việc của chúng tôi đã làm. Xã đã yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ công chức trong khối hành chính của xã là ký cam kết để thực hiện 4 xin và 5 biết, phấn đấu là đạt 100% tỷ lệ người dân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính tại xã là hài lòng. Huyện Kim Động hiện có hơn 96% doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số, chữ ký số và nộp thuế điện tử, hơn 60% người dân có tài khoản định danh điện tử. Việc đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử trong giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính sẽ góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố niềm tin của người dân vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời gian qua, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã nỗ lực triển khai xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội về văn hóa. Từ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn đã thay đổi, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hiến, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Toàn xã có 15 nhà văn hóa thôn, xóm, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bàn ghế, quạt mát xung quanh trồng hoa, cây xanh. Trong đó, huy động từ người dân địa phương đóng góp, ủng hộ, xây mới 5 nhà văn hóa khu dân cư với kinh phí đầu tư mỗi nhà văn hóa từ 500 đến 700 triệu đồng. Trong 3 năm qua, xã đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng mới trung tâm văn hóa khang trang với quy mô 300 ghế ngồi, 6 phòng chức năng và các công trình phụ trợ. Có 12 mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả. Thực hiện nếp sống văn minh, đến nay xã đã có trên 93% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đám cưới bỏ mời thuốc lá, bỏ thách cưới, không loa đài quá cỡ và quá giờ. Đám hiếu không cố bàn mời khách. 80% số gia đình có người thân qua đời, thực hiện hỏa táng, lễ hội tiết kiệm, văn minh, không cờ bạc, rượu chè. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo lưu, giữ gìn, phát huy các giá trị của di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá, hay còn gọi là đền Đậu An thuộc xã An Viên, thời gian qua, huyện Tiên Lữ và Ban Quản lý Di tích Đền đã triển khai có hiệu quả việc số hóa di tích, góp phần cung cấp các thông tin chỉ dẫn một cách trực quan và sinh động. Năm 2023, đền Đậu An triển khai số hóa tại khu di tích. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và thực hiện thao tác quét mã QR, du khách sẽ có đầy đủ và chính xác các thông tin hình ảnh về các hạng mục, hiện vật, bảo vật có tại đền. Qua đó, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tại tỉnh Hưng Yên. Chị Lý Uyển Nhi, một du khách Hà Nội lần đầu đến tham quan vãn cảnh đền. Với việc triển khai số hóa di tích đã giúp ích rất nhiều cho chị Nhi, thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, phong tục thờ cúng. Các bảo vật quốc gia đã được công nhận và các giá trị đặc sắc khác của đền. Với chị Nhi và các du khách trong và ngoài nước, số hóa di tích được coi như một người hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, một cuốn cẩm nang du lịch số giúp các du khách có những trải nghiệm hấp dẫn, sinh động. Được biết kinh phí triển khai dự án số hóa di tích đền Đậu An được đầu tư hơn 500 triệu đồng. Đây cũng là di tích đầu tiên của huyện Tiên Lữ thực hiện công tác số hóa di tích. Về cái nội dung số hóa, chúng ta chỉ cần vào trong khu di tích, chúng tôi có rất nhiều điểm có mã QR mà chúng ta có điện thoại thông minh, quét mã QR vào. Thì trong mã QR người ta sẽ hướng dẫn là trước khi vào đến khu di tích thì có những cái cảnh quan như thế nào và đi đến đâu thì đều có những cái hướng dẫn cụ thể và chi tiết. Nếu chúng ta muốn nhấn lại mà tìm hiểu sâu thì chúng ta có thể là xem đi xem lại là chúng ta rất hiểu rất rõ, kể cả về ngôn ngữ mà chúng ta là theo chữ Nho rồi chữ Quốc ngữ chúng ta không hiểu được thì cũng đã được dịch ra để cho là chúng ta nắm bắt được. Hiện nay đang là thời điểm sang mùa cuối xuân sang hè, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, nguy cơ dịch bệnh bùng phát lây lan trong cộng đồng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận trên 1.460 trường hợp mắc cúm, hơn 580 trường hợp mắc tiêu chảy, 69 trường hợp mắc COVID-19 và một số bệnh nhân mắc tay chân miệng, quai bị, thủy đậu. Do thời tiết năm nay ấm hơn mọi năm nên dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện sớm. Đến nay đã phát hiện 5 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Mặc dù các trường hợp nhiễm bệnh đều được phát hiện, tư vấn và điều trị kịp thời, không có bệnh nhân nặng, không có ca tử vong. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo từ nay đến khoảng giữa tháng 4, thời tiết giao mùa, ấm, nồm ẩm, ít ánh nắng, nên nhiệt độ có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm sẽ khiến sức đề kháng của con người, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người có nhiều bệnh nền giảm sút, gây nguy cơ gia tăng và lây lan mạnh một số bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm thì là liên quan đến bệnh tay chân miệng, phát triển rất là mạnh. Bệnh thứ hai là bệnh tiêu chảy do rotavirus cũng rất là nhiều, phát triển mùa này. Thứ ba là bệnh quai bị cũng rất phát triển mùa này. Thứ tư nữa là bệnh cúm, đặc biệt cúm mùa này vừa lạnh vừa ấm rất là nhiều. Và đặc biệt là gần đây thì sởi phát triển so cùng kỳ năm ngoái tăng lên đột biến.
đấy. Và một số bệnh liên quan đến cơ địa dị ứng như là bệnh viêm phổi tắc nghẽn thì rất là hay bị. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh nơi ở, nơi làm việc sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để côn trùng đốt, tiêm phòng các bệnh đã có vaccine, tăng sức đề kháng bằng cách ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà phải đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có các quyết định công nhận lưu hành đặc cách các giống cây trồng thế mạnh của tỉnh Hưng Yên. Theo đó, công nhận lưu hành đặc cách giống nhãn đường phèn Hưng Yên, giống chuối tây HI01, giống nhãn cùi cổ Hưng Yên và công nhận lưu hành giống nếp thơm Hưng Yên. Tổ chức đăng ký lưu hành đặc cách, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên. Quyết định cũng yêu cầu tổ chức có giống cây trồng được công nhận lưu hành đặc cách và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn phổ biến giống cây trồng được công nhận lưu hành nêu trên để áp dụng vào sản xuất. Hiện nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 8.000 hectare giống nếp thơm Hưng Yên, chiếm trên 60% diện tích lúa chất lượng cao, có trên 4.800 hectare nhãn, 2.600 hectare chuối. Đây là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, góp phần đưa giá trị canh tác đạt gần 240 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Hơn một năm qua, nhà anh Hoàng Văn Thụy, thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, 3 lần bị kẻ gian đột nhập qua tường rào và dùng xăng đốt nhà và tài sản, gây thiệt hại trên 65 triệu đồng. Vụ việc gây hoang mang cho gia đình và người dân nơi đây, cần cơ quan công an huyện Tiên Lữ sớm điều tra nhằm tìm ra hung thủ gây hại. Theo đó, lần đầu tiên là bọc xăng vào túi ni lông và châm lửa đốt vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Lần hai, kẻ gian đột nhập qua tường rào vào và dùng xăng tưới vào hai xe máy, sau đó châm lửa đốt vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Lần thứ ba là ngày 25 tháng 3 vừa qua, đối tượng lại đột nhập vào nhà anh Thụy và tưới xăng vào cửa đốt. Hai xe máy Airblade và Segway cùng hai xe đạp và cửa nhà của gia đình anh Thụy bị cháy rụi trơ khung sắt, ước tính thiệt hại khoảng 65 triệu đồng. Cái bộ cửa kia cũng vào khung giờ là 1 giờ kém 5 phút là vào tận trong nhà rồi tẩm xăng dầu đốt. Đốt thì lúc bấy giờ cũng nghe tiếng nổ to quá, thế nên là em mới phát hiện được. Lúc nửa đêm là em dậy, hai vợ chồng tự dập tắt lấy, xong rồi hô hào anh em, chị em ở trong nhà dậy. Còn thứ nhất là cũng mong cơ quan công an là làm sao mà tìm ra thủ phạm. Ba vụ việc này, gia đình anh Thụy đã tường trình với công an xã Thủ Sĩ, trong đó hai vụ mới đây gửi đơn trực tiếp đến công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Tiên Lữ triển khai điều tra, hy vọng hung thủ sớm bị đưa ra ánh sáng. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên và Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Các bị cáo gồm Đào Thị Phượng, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hoa và Trần Hữu Dư, nguyên phó giám đốc chi nhánh và cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Trần Thị Tố Uyên, nguyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ, thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Lê Ngọc Anh, nguyên công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu. Nguyễn Đức Huân, nguyên viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Hưng Yên. Hoàng Quang Hướng, nguyên công chức địa chính Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập huyện Khoái Châu. Bùi Thị Khanh, nguyên cộng tác viên Văn phòng Công chứng B9. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn liên quan đến thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục tính thuế, các bị cáo Phượng, Uyên, Ngọc Anh, Hùng, Huân, Dư, Hoa đã có hành vi thỏa thuận và nhận tiền ngoài quy định của một số cá nhân, trong đó có bị cáo Hướng và Khanh để làm nhanh các thủ tục. Trong vụ án này, các bị cáo đã hưởng lợi bất chính từ việc nhận hối lộ, tổng số tiền là trên 1,3 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo Phượng, Uyên, Ngọc Anh, Hùng, Huân, Dư, Hoa phạm tội nhận hối lộ. Riêng bị cáo Hoa còn phạm thêm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Tòa tuyên phạt mức án từ 2 năm 3 tháng đến 7 năm 3 tháng tù giam. Bị cáo Hướng và Khanh phạm tội đưa hối lộ. Tòa tuyên phạt 2 năm 3 tháng và 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.